Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã xảy ra 4 vụ cháy trên đất nông nghiệp và dự án. Lực lượng biên phòng đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành chữa cháy. Đồng thời, thì tại Phú Quốc cũng đang cảnh báo mức độ cháy rừng cấp 5 là cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan nhanh trên các loại rừng. Hiện nay, tình hình thời tiết nắng nóng ngày càng diễn biến phức tạp. Nhiều vụ cháy rừng, đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra nghiêm trọng. Để hạn chế thấp nhất số vụ cháy và mức độ thiệt hại, Vườn Quốc gia Phú Quốc đã tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Mình đã có cái niềm yêu nghề rồi, cho nên là khi mà bố trí được vào trong lán ở thì cố gắng anh em động viên với nhau, rồi hỗ trợ nhau trong sinh hoạt, trong công tác để bám trụ lại, tuần tra, kiểm soát các cái con đường vào rừng và các cái bưng nước để giám sát người dân. Để đảm bảo được rằng cái công tác là phòng chống cháy được đảm bảo an toàn. Song song đó, Vườn Quốc gia Phú Quốc đã triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng với phương châm 4 tại chỗ, phòng là chính, chữa cháy kịp thời, chủ động phát hiện, kịp thời ngăn chặn và xử lý các vụ cháy rừng, huy động lực lượng, triển khai phương án chữa cháy an toàn, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra. Tổ chức tuần tra kiểm soát và phát hiện sớm lửa rừng. Khi có cháy xảy ra thì báo cáo kịp thời. Và thứ nhất, thứ hai nữa là thực hiện tốt cái phương châm 4 tại chỗ. Tức là những cái giờ vàng khi mà xảy ra cháy thì mình, cái lực lượng chủ công là lực lượng của Vườn Quốc gia phải phát hiện, phải xử lý đầu tiên. Với quyết tâm toàn lực lượng, Vườn Quốc gia Phú Quốc đã tăng cường xây dựng nhiều lán trại tại các khu vực trọng yếu dễ phát sinh cháy rừng. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân sống gần rừng, ven rừng cam kết không chặt phá, lấn chiếm rừng, tuân thủ các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Tổ chức tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung tại các vùng trọng điểm dễ gây ra cháy, ngăn chặn hành vi xâm nhập vào rừng trái phép và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Xin được tiếp tục chương trình với các thông tin thời sự quan trọng khác. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến hoạt động trên địa bàn. Đặc biệt đối với thành phố Đà Lạt, tập trung thực hiện việc kiểm tra xử lý nghiêm dứt điểm tình trạng xe hợp đồng hoạt động trá hình vận tải khách tuyến cố định, lập bến cóc đón trả khách ngay tại văn phòng, chi nhánh của các nhà xe kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn, gây mất an ninh trật tự và ùn tắc giao thông trên địa bàn được giao quản lý. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, các huyện, thành phố kiểm tra xử lý đối với đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định về kinh doanh vận tải hành khách, đồng thời nghiên cứu, đề xuất giải pháp, chế tài để xử lý dứt điểm tình trạng xe dù, bến cóc, xe trá hình tuyến cố định trên địa bàn tỉnh. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cho biết tình hình cua nuôi của người dân bị chết bất thường lại tái diễn trên diện rộng. Theo thống kê, đến nay đã có hơn 1.900 ha diện tích cua nuôi của hơn 500 hộ dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị thiệt hại. Trong đó, huyện Đầm Rơi là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất khi có trên 1.224 ha thuộc 280 hộ nuôi. Mức độ thiệt hại ghi nhận là từ 5 đến 30%. Huyện Nam Căn, vùng nuôi cua nổi tiếng nhất của tỉnh Cà Mau, ghi nhận diện tích cua nuôi thiệt hại là hơn 676 ha. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Cà Mau đã thành lập đoàn công tác tiến hành khảo sát, điều tra thực tế tại một số hộ nuôi cua ở các địa phương và cho biết hiện nay chưa có kết quả nghiên cứu chính thức giải pháp phòng trị bệnh trên cua nuôi thương phẩm nên chưa có giải pháp phòng trị hiệu quả. Vì vậy, khuyến cáo người dân nuôi cua cần theo dõi tình hình diễn biến của thời tiết, dịch bệnh để phối hợp với các cơ quan chuyên môn kịp thời hướng dẫn xử lý, khắc phục, giảm thiệt hại thấp nhất trong thời gian tới. Người dân cần bình tĩnh, tránh hoang mang và tuân thủ nghiêm lịch thời vụ trong thả nuôi cua để tránh thiệt hại. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị đón thêm một đợt xâm nhập mặn, cao điểm bắt đầu từ ngày hôm nay 24 đến ngày 28 tháng 3. Mức độ xâm nhập mặn tại các tỉnh Sóc Trăng, Long An, Trà Vinh, Tiền Giang hiện cao hơn so với trung bình nhiều năm, sấp xỉ so với năm 2016. Dự kiến năm nay ở đồng bằng sông Cửu Long còn chịu ảnh hưởng của 4 đợt xâm nhập mặn tăng cao, đợt cao nhất dự báo từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 4. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khuyến cáo các địa phương cân nhắc giãn sản xuất một số diện tích vụ hè thu để góp phần giảm nhu cầu nước và hạn chế xâm nhập mặn tại vùng cửa sông, ven biển.